Cái này đúng gánh mẹ này, đúng tâm lý gánh mẹ này. Nào mẹ ơi, lên rồi con gánh mẹ rồi, nào. Cái này mới xỉu này, cái này mới xỉu. Gánh cả một đời, bây giờ gánh mẹ. Đáng đời con nha. 3, 2, 1. Bây giờ nghệ sĩ Kim Tử Long sẽ đặt trứng lên trên hai cái muỗng. Để ngay lên nha. Buông ra là em cứ câu giờ đi xíu thì em câu giờ gấp đôi mà. Buông ra là tôi rồi. Gương. Ta nói có qua có lại nha. Có qua có lại mỗi bà ông. Trời ơi. Buông chưa? Buông chưa? Một chút đã rồi. Ôi. Dạ đừng có xuống dưới đó. Dạ. Cố lên anh, em rơi trứng rồi đó. Xích luôn chưa? Ráng ráng thắt trứng. Mẹ hư quá. Mẹ kỳ quá. Đúng đúng vậy, bắt đầu chân. Có chân lên dạ. Trời ơi, con thương mẹ lắm nha, ngồi im mẹ ơi. Oh my god. Lớp 2 trứng. Ngồi ngay như mẹ đúng lì luôn á. Ừ. Vâng. Anh Long mà anh cho mình căng thẳng quá. Mẹ mà. Dạ, co chân lên nha. Cố lên anh, cố lên. Đúng rồi. Ôi trời ơi, dạ ơi. Ráng khoa thách chuột ráng. Ráng khoa thách chuột ráng. Trời ơi. Muộn rồi. Phải được một trứng nha, ráng. Trời ơi, con xa kìa. Đây. Đói rồi. Nhà em đói đi anh đâu. Họ méo cái xích tung luôn. Chị ngồi sao mà méo. Mẹ nặng quá mà. Vô. Ôi, anh Long còn méo. Nặng mẹ nuôi con vất vả là chỉ tầm 45 hoặc 46 ký thôi. Chết mẹ thì 50 ký, năm mấy ký. Chết. Chưa anh ơi. Rồi rớt một quả rồi. Chưa anh lão, người ta chưa. Anh có làm gì đâu. Chưa hề có động thái gì cả. 3, 2, 1, go. Đó lên. Bố tự đi qua bên kia được không? Bố thì con không gánh bố. Hết gánh mẹ rồi mới gánh bố. Đó, dạ nó hại anh lên lòng. Không có em chứ. Chết rồi, chết rồi, mình ra cuộc sống. Trời ơi! Anh Long bị gãy cột sống rồi à? Cái hộp micro cứng sườn đau quá. Em đợi mình không đi. Nào bố đứng dậy nào bố. Nào, méo rồi anh. Cái dây mày anh méo. Anh đợi nó không anh Long. Cho dễ. Anh Khoa để tay không nổi đâu. Để vai á. Rồi. Kẹo ca. Rồi dễ qua cho Lâm. Dễ qua. Đúng rồi. Ui, kiểu này. Giống cánh heo á. 30 giây còn lại. Hay vậy ta. Tuổi này là nhất rồi. Nhất thai đồ lắm mấy mấy này. Thiệt. 22. 21. Ôi, lết qua luôn à. 20. 19. 18. 17. Con má bố ba con trai bố ơi. 15. Trời ơi. 13. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 7. Trời ơi. Hết giờ. Trời. 1, 2, 3, 4. 2 phút đã trôi qua và Lê Dương Bửu Lâm cùng với lại Mạc Văn Khoa mang về 4 quả trứng gà. Xin chúc mừng. Hay quá. Bây giờ cặp tiếp theo là Mâu Thủy và Harry Won. Người được ngồi là Mạc Văn Khoa. Yeah.
À, đỡ hơn mà. Vậy là xíu anh Lâm là qua bên chị đấy. Trời ơi, chú gì? Ấy chà. Ác quá. Chị đứng thẳng nha, chị đừng có. Mời Lâm đặt trứng lên nón giùm cho các bạn của mình nào. Em này em không nhún luôn nha, chứ nhún ác quá. Em không thể ác như chị dạ được. Nắng quá. Rồi, đi. Rồi đi từ từ thôi. Gần cái chỗ quá nha. Mọi người đi mới dễ. Em co lên nhá. Ờ co lên đi, co lên đi. Đi thẳng đi nha. Em cầm xuống xe. Ok. Giữ cái nó mình nghe thẳng nào. 1 2 3. Co hết rồi nha. Đó co mới dễ đi. Rồi vô vô. Ôi hả đây ok là. Ok là. Mình một trái trứng rồi. Đây đây đây. 3 2 1 go. Đây. Wow. Hay quá. Wow. Trời ơi. Ơi. Harry. Nào cố lên chị ơi. Máy đàng hoàng. Ơi. Hay. Hay quá. Thì mình thi hay chơi là mình cũng đủ rồi đó. Chưa đủ đâu. Đó mình kia bóng sáng luôn. Bốn chai kia. Làm đi. Vô. Khoa cẩn thận này nha Khoa. Vô Khoa ơi, hành hại đi Khoa. Hay quá. Hay đi Khoa. Hay quá. Ở đây nhắn lên. Hay quá. Bốn quả rồi, quá hay. Bằng đội mình rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta không thể nhân nhượng được nữa. Không thể nhân nhượng, chúng ta phải phá thôi. Là một cuộc chơi thì chúng ta cần phải. Chơi hết mình. Đúng. Cặp sự sống chơi. Chơi, chơi. Khoa đi Khoa ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi Khoa ơi. Khoa đừng bỏ chân xuống Khoa. Khoa nó ác quá. Khoa nó ác quá. Em chỉ rung nhẹ, lấy kỳ dài là chị, lấy kỳ dài chị lắc này luôn đó. Dạ, ai gái cơ mà. Ba mươi giây còn lại nha Khoa ơi. 1 2 3. Khoa tiêu diệt đi Khoa ơi. Yeah. Mười lăm giây. Tiêu diệt cho Khoa. 10. Đừng có để nhẹ sắc làm mù mắt em. 7. Hai đi. Năm. Cố lên nào. Cố lên nào. 3. 2, 1, rớt luôn. Trời ơi, đã cố hết sức rồi đó. Không tin luôn á. Em bỏ 4 trái vô bị rớt hết 4 trái luôn. Như vậy là 4 quả trứng đã được mang về trong thời gian 2 phút. Bằng với đội Mạc Văn Khoa xin chúc mừng các bạn.